Chào đón quý vị và các bạn đến với bản tin trên kênh Thời sự nhanh. Trong vòng 24 giờ qua, quý vị quan tâm nhất đến thông tin nào? Hãy cập nhật với chúng tôi trong phần điểm tin chính ngay sau đây. Bốc thăm kê khai tài sản làm mất lòng tin vào cán bộ. Quý vị và các bạn thân mến, tại sao cán bộ đảng viên, nhất là người giữ cương vị quản lý khi kê tài sản thì rất ít mà dư luận phản ánh họ sống vương giả, giàu lên bất thường? Nhiều vụ đàn tham nhũng kinh tế cho thấy số tiền khủng mà nhà nước bị bòn rút. Năm 2013, tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng chỉ đạt 10%. Đến năm 2022, đã có nhiều tiến bộ khi đạt tỷ lệ 34,7%, đạt 61.000 tỷ đồng. Chính sự giàu lên bất thường của cán bộ, đảng viên là điểm đen trong bức tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực mà Đảng đã nhận diện và quyết tâm ngăn ngừa, đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, đã đồng bộ quyết liệt trong việc hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực để quyền lực không bị tha hóa. Bên cạnh đó, vấn đề đang được đẩy mạnh là sớm phát hiện, ngăn chặn, thu hồi tối đa tài sản tham nhũng. Chỉ khi làm được điều này thì mới cho thấy được hiệu quả của công cuộc đấu tranh với tham nhũng tiêu cực. Bốc thăm thường được hiểu là một trò chơi may rủi trong thể thao hay các trò chơi trúng thưởng, bao giờ cũng may cho người này và rủi cho người kia. Tuy nhiên, thi thoảng bốc thăm cũng được áp dụng để giải quyết việc lựa chọn. Ngẫu nhiên cán bộ phải kê khai tài sản mà khi lá thăm gọi tên mà kê khai không trung thực, giải trình nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm thì đó là điều không may mắn. Tháng 8 năm 2022, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ký quyết định phê duyệt kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2022. Theo đó, sẽ bốc thăm ngẫu nhiên, lựa chọn cán bộ để thanh tra thành phố tiến hành xác minh tài sản, thu nhập. Mục đích là làm rõ tính chính xác, trung thực các nội dung trong văn bản kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập được xác minh, ngăn ngừa, phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng. Điều đáng nói, người được xác minh tài sản thu nhập tại mỗi đơn vị được lựa chọn ngẫu nhiên bằng hình thức bốc thăm cùng thời gian tại Đà Nẵng. Thanh tra thành phố đã tiến hành tổ chức bốc thăm, lựa chọn ngẫu nhiên 5 trên 29 người để xác minh tài sản thu nhập năm 2022. Cụ thể, Sở Kế hoạch và Đầu tư 3 người công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Nhà xuất bản Tổng hợp Đà Nẵng, 2 người đại diện Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành phố dự và chứng kiến việc này dựa theo trình tự quy định của Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định của Chính phủ phải kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ quyền hạn. Dư luận có luôn ý kiến cho rằng nên nhân rộng mô hình bốc thăm, xác minh tài sản của cán bộ, đảng viên ra tổ quốc bởi đây là mô hình hay và hy vọng đem lại sự minh bạch. Tuy nhiên, nhiều ý kiến khác lại cho rằng không nên bởi đây như một trò chơi may rủi mà người được bốc thăm lại thường là cấp nhân viên. Tại sao đi kiểm điểm đảng viên Hà Lâm thì kiểm điểm từ các đồng chí lãnh đạo xuống cấp? Thế thì tại sao bây giờ xác minh tài sản các đồng chí lại là đưa ra bốc thăm? Cái nghị quyết của cấp ủy phối hợp với mặt trận ấy là phải chỉ rõ một số đồng chí lãnh đạo địa phương, chỉ rõ bí thư cấp ủy phải là số 1, phó bí thư cấp ủy phải là số 2, chủ tịch mặt trận mà tham gia cấp ủy phải là số 3. Tôi lấy ví dụ như thế thì các đồng chí cứ thế, các đồng chí là các đồng chí chủ tịch Ủy ban Nhân dân phải là tham gia vào đó rồi. Đồng chí giám đốc tài chính hay là trưởng phòng tài chính là phải kê khai tài sản đúng rồi chứ. Lại bây giờ bốc thăm trong toàn quân nhân viên thì người dân người ta không tin tưởng sự trung thực và lòng dũng cảm của cán bộ, đảng viên, của cán bộ, công chức. Kê khai tài sản là một trong những biện pháp quan trọng nhằm phòng ngừa tham nhũng, kiểm soát tài sản thu nhập của cán bộ, công chức, nhất là người có chức vụ quyền hạn trong cơ quan tổ chức đơn vị. Tất cả những đối tượng thuộc diện kê khai phải được xác minh, được tiến hành công khai minh bạch. Khi cơ quan chuyên môn thấy có dấu hiệu bất thường thì yêu cầu giải trình và kết luận rõ ràng. Nhiều ý kiến cho rằng kê khai tài sản là nghĩa vụ của cán bộ, đảng viên phải được tiến hành thường xuyên chứ không phải chờ lá thăm may rủi. Mới đây, Chính phủ vừa có báo cáo về công tác phòng chống tham nhũng năm 2022 gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Trong số hơn 540.000 người thực hiện kê khai tài sản, thu nhập thì có hơn 7.600 người được xác minh tài sản thu nhập. Qua xác minh có 74 người kê khai chưa đúng quy định. Có 19 người đứng đầu đã bị xử lý do thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng, xử lý hình sự 10 người, cách chức 1 người, cảnh báo 5 người và khiển trách 3 người, phát hiện vi phạm về kinh tế hơn 51.000 tỷ đồng, 12.000 hectare đất, kiến nghị thu hồi hơn 21.000 tỷ đồng. Báo cáo của Chính phủ cũng chỉ ra những hạn chế, đó là việc xử lý trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng, chuyển đổi vị trí công tác kiểm soát tài sản thu nhập, nộp lại quà tặng vẫn còn hạn chế, vướng mắc. Một số đơn vị bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý thiếu chặt chẽ, thiếu kiên quyết điều chuyển, thay thế cán bộ khi có dư luận hoặc có biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, uy tín thấp, tình trạng nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.
Công tác thu hồi tài sản trong giai đoạn thi hành án hiệu quả chưa cao, tình trạng cán bộ thuộc cơ quan bảo vệ pháp luật lại có hành vi tham nhũng. Những tồn tại hạn chế này đã kéo dài từ lâu và để khắc phục nó hơn lúc nào hết, cần sự quyết liệt của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là việc thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng viên. Vấn đề là phải nhận thức được vấn đề là phải khắc phục được vi phạm khuyết điểm một số địa phương, đơn vị làm rất tốt và các tổ chức đảng công dân, còn người ông sai thì chỉ mình cho người ta hết, chứ cái gì cũng bắt cũng xử, chưa phải đúng không đấy? Chúng ta làm phòng ngừa, chúng ta nhắc nhở, chúng ta cảnh báo, cảnh tỉnh để anh em giới khắc phục và được các địa phương đơn vị các đồng chí rất đồng tình. Hôm cái giám sát của Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng như Ủy ban Kiểm tra các cấp không có một khế ước xã hội nào ngăn cấm cán bộ, đảng viên, nhân dân trở nên giàu có một cách chính đáng. Nếu họ làm giàu bằng sự năng động, sáng tạo để tạo ra của cải vật chất, góp phần làm giàu cho xã hội, cho đất nước thì cần được khuyến khích nhân rộng. Thực tiễn cho thấy nhiều cán bộ giàu bất thường, nhưng trong quá trình công tác thì kê khai tài sản rất ít. Nhiều cán bộ, đảng viên bị xử lý kỷ luật, phải ngồi tù do tham nhũng, nhưng vợ chồng, con cái vẫn sống sung túc, vương giả mà dư luận hay còn gọi là hy sinh đời bố, củng cố đời con. Do đó, để công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực thành công theo tinh thần chỉ đạo của Đảng, của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thì cơ quan chức năng cần vào cuộc một cách nghiêm túc để chứng minh nguồn gốc tài sản của cán bộ có được từ đâu. Nếu do tham nhũng mà có thì phải tịch thu xử lý nghiêm. Tại Quảng Ninh, giữa tháng 5 năm 2022, Phạm Hồng Hà, cựu chủ tịch thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh bị khởi tố bắt tạm giam liên quan nhóm tội danh tham nhũng ở vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Dù chỉ là một quan chức cấp huyện, những khối tài sản mà dư luận được chiêm ngưỡng tận mắt cũng như trên mặt báo là vô cùng lớn. Đó là căn biệt thự ở vị trí đất vàng của thành phố Hạ Long, giá hơn 100 tỷ với đồng lương khoảng 10 triệu một tháng, thì một cán bộ nhà nước phải làm việc hơn 100 năm mới may ra có khối tài sản. Điều đáng chú ý, cơ quan công an đã tạm giữ 4 xe sang trị giá hơn 20 tỷ và vị này chỉ đứng tên chiếc xe rẻ nhất trị giá 2 tỷ. Đây là động thái rõ nhất của cơ quan chức năng thực hiện chỉ thị 045-200021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế là một việc có thể thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố có thể kéo dài hàng năm. Nếu chúng ta không có biện pháp ngăn chặn ngay thì tài sản sẽ bị tẩu tán, chuyển dịch hợp thức hóa. Cho nên là DNG, biện pháp ngăn chặn hay là vô cùng cần thiết và chúng ta thấy để hình như vụ Hạ Long, ngoài cái việc mà tạm giam, tạm dừng ông để phục vụ điều tra thì tất cả những tài sản ta tạm gọi là có liên quan. Trong đó cái nào đến cái ông ý là không ngưng tóm lại những tài sản có liên quan cũng đang ở trong nhà thì lập tức là được phong tỏa, được kiểm định, ngay quy định là tài sản là bất khả xâm phạm quyền con người, bất khả sai phạm. Nếu tài sản đó tội phạm thì mới có quyền xử lý, thu hồi, nhưng khi mà xử lý, tôi biết tôi là bà phạm tội rồi thì vô tô thì trống dọc, không còn gì hết. Tài sản đó tôi đã chuyển hết trơn rồi, cho nên đây là một cái mà hạn chế, những cái bất cập luật của chúng ta trong thời gian qua nên là thấy sữa để làm sao cán bộ phạm tội, đó kèm theo chúng ta được phong tỏa tài sản kịp thời đúng lúc. Để thu hồi được tài sản tội phạm đó, nhiều quan chức phải vào tù qua các vụ án tham nhũng, kinh tế thì vẫn thấy bố mẹ, vợ chồng, con, anh em của họ đứng tên nhà đất, ô tô không phải là ít, dư luận xã hội vẫn đồn thổi. Người thân hữu của họ sống khá giả, xào hoa. Điều này cho thấy việc thu hồi tài sản tham nhũng trên thực tế vẫn còn nhiều lỗ hổng về mặt cơ chế pháp luật và đặc biệt là vấn đề kiểm soát chặt chẽ việc kê khai tài sản của cán bộ đảng viên, nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng, chú trọng truy tìm, kịp thời áp dụng các biện pháp đồng bộ để thu hồi triệt để tài sản tham nhũng ngay từ giai đoạn thanh tra, kiểm toán, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và trong giai đoạn thi hành án. Khuyến khích người tham gia, người phạm tội tự nguyện bồi thường, khắc phục hậu quả trong các vụ án tham nhũng kinh tế. Từ khi có Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực đã góp phần quan trọng đưa ra ánh sáng nhiều vụ án lớn mà do cán bộ đảng viên cấp cao là người tiếp tay chủ mưu, cầm đầu và thu hồi được tài sản cho nhà nước. Ban Chỉ đạo Trung ương đã đưa ra 977 vụ án, vụ việc tham nhũng tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp. Dư luận xã hội quan tâm vào diện theo dõi chỉ đạo ở 3 cấp độ đặc biệt đã tập trung điều tra, xử lý nghiêm nhiều vụ án tham nhũng tiêu cực, đặc biệt nghiêm về nhiều vụ án tham nhũng tiêu cực, đặc biệt nghiêm trọng, gây hậu quả lớn xảy ra trong lĩnh vực y tế, quản lý sử dụng đất đai, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp. Về công tác thu hồi tài sản tham nhũng, Ban Nội chính Trung ương, cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương cho biết đã có chuyển biến tích cực. Cơ quan thi hành án dân sự các cấp đã thu hồi 61.000 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 34,7%. Năm 2013, tỷ lệ này chỉ đạt dưới 10%.
Riêng các vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo đã thu hồi được gần 50.000 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 41,3%. Tuy nhiên, dư luận đánh giá công tác thu hồi tài sản từ những vụ án tham nhũng là chưa cao. Đối với tội phạm tham nhũng thì phải nghiêm khắc hơn những tội phạm thông thường đối với cán bộ cấp cao. Đặc biệt, những người đứng đầu tham nhũng thì phải được coi là những cái tình tiết tăng nặng, hy sinh đời bố củng cố đời con này không được, nhưng một kẻ tham nhũng mà biết hối lỗi, lập công trục tội để mà giúp cho nhà nước thu hồi lại được tài sản, thậm chí kể cả hoa lợi của nó mang lại. Người ta cũng phải nghĩ được cái vấn đề khía cạnh đạo đức thì chúng ta sẽ có những cái khoan hồng đặc biệt, nhưng mà không thể là xóa tội.